con trai Diego Simeone ghi bàn đẹp mắt khiến Juventus thua trận thứ hai liên tiếp. Sáng ngày 31 tháng 10, tại vòng 11 giải vô địch Ý, Serie A, Verona đã đánh bại Juventus với tỷ số 2-1 nhờ vào cú đúp của Giovanni Simeone. Giovanni Simeone ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus, ảnh AP. Giovanni Simeone là con trai của huấn luyện viên Diego Simeone, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Atletico Madrid. Anh chỉ mất có 14 phút để ghi hai bàn thắng vào lưới Juventus. Pha lập công đầu tiên của Simeone đến ở phút 11. Antonin Barak là người có cú sút không thắng được thủ thành Szczesny, nhưng Simeone đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. 3 phút sau, anh hoàn tất cú đúp của mình bằng một pha cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Trước khi có hai bàn thắng, Verona cũng đã tạo ra được thế trận tốt hơn với nhiều tình huống nguy hiểm. Với Juventus, việc phải nhận hai gáo nước lạnh quá sớm khiến họ phải đẩy cao đội hình. Nhưng ngày thi đấu của họ trở nên khó khăn trước hàng thủ Verona. Dybala gần như là người có mặt thường trực trước các cơ hội, nhưng luôn dứt điểm thiếu chính xác. Khi có cơ hội rất tốt ở phút 44 thì anh lại sút trúng xà ngang. Dybala tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ, ảnh Reuters. Những điều tương tự được tiếp diễn trong hiệp 2. Không chỉ Dybala, Alessandro hay Alvaro Morata cũng không thể tận dụng thời cơ. Phải đến phút 80, sao trẻ vào sân từ ghế dự bị Weston Kenny mới có thể giúp cho bà đầm già có được bàn thắng. Nhận bóng trong vòng cấm sau đường truyền của Danilo, cầu thủ người Mỹ xoay người dứt điểm quyết đoán để rút ngắn tỷ số. Nhưng đó là tất cả những gì mà họ làm được. Verona bảo toàn được kết quả 2-1 đến hết trận. Với Juventus, đây là thất bại thứ hai liên tiếp ở Serie A sau trận thua với tỷ số tương tự trước Sassuolo hồi giữa tuần. Sau 11 trận, Juventus chỉ có được 15 điểm và đứng thứ 8. Xếp ngay trên họ chính là Verona, khi có cùng số điểm nhưng hơn về hiệu số.